Kính chào cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2022. Nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân sẽ lên clip giao lưu với cô chú anh chị những cây si nha. Nhà vườn bên em có địa chỉ là 1047-3C, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Có số điện thoại để giao lưu là 0902781725 nha cô chú anh chị. Số đó có giao lưu luôn nha. Hôm nay em lên mấy cây si cũng hơi lạ lạ mắt tí nha. Cái cây này thì em rét nha cô chú anh chị. Rét này cái bo nó bơi lớn vậy, rất là to rồi, bằng ngón tay cái của em luôn nha. Bo rất là to rồi. Cây thì cũng lạ mắt nha, những phần đế rễ. Nhưng đây còn cái vết sẹo này với cái vết sẹo ngay mặt cắt nha. Ở vết sẹo ngay mặt cắt thì nó đã ra rễ rất là nhiều nha. Cây số 1 nha cô chú anh chị. Đó, chú anh chị xem nè. Cây si bút đỏ nha. Đó, cái mặt cắt nó kéo sẹo lại, nó ra rễ hết luôn nha. Ra rễ xuống luôn tới dưới nha cô chú anh chị. Em có phối cái nhà vô nha cô chú anh chị. Phối cái nhà vô. Đó, em quay từ từ cho cô chú anh chị xem nha. Đó, cái nhà này rễ em phối vô rồi em cho rễ nó quấn lên nha. Cây số 1 nha cô chú anh chị. Rồi, em đo thông số của cây số 1 nha. Củ đế của cây số 1 là này là được 70. Em đo cái thân nha, cái thân rổ. Thân cổ ngay chỗ này là được 20. Chiều cao của cây là được 36. Em đo tới mí này nha cô chú anh chị. Còn lên trên khoảng cỡ 10 phân nữa. Nếu tổng thể của cây là được 46 nha. Cái tán của nó thì em mới bẻ ngược về phía sau nha, cũng ít thôi. Tán của nó được 34 30. Tán được 30 nha cô chú anh chị. Cây cũng rất là lạ má. Cây này về mình nuôi lâu dài thì những cái rễ này nó sẽ bó vô cái nhà này hết nha. Thân rễ dưới đây, rễ đế dưới đây. Em quay cận cảnh lại tí xíu nữa cho cô chú anh chị xem nha. Cái bo rét thì rất là chắc chắn rồi, rất là ok, rễ bỏ xuống. Những cái rễ này nè, bó vô trong cái nhà. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.400.000 nha. Bao ship nha cô chú anh chị. Cây rất là lạ á. Cây si bút đỏ nha, cây em rép. Rồi cây số 1 của ngày 16 tháng 11 năm 2022 nha. Cây số 1 có giá là 1.400.000. Rồi em xuống cây số 1 nha. Xuống cây số 1 lên cây số 2 ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là cây số 2 nha. Cây số 2 nha cô chú anh chị. Đây. Cái cây này cái vết cắt cái nhánh trong đây em chưa có cắt nha. Em chưa có cắt nên nó còn trong đây. Tại vì em định là chờ thời gian cái cây nó khỏe ra ngoài em đúc cái cưa nhỏ vô em cắt trong đây nha. Còn cái sẹo này thì chưa, chỉ mới cuốn lại thôi nha cô chú anh chị. Cây này cũng em rét nha, trên đây một bo đây nữa nè, bo trên đây là bo đọt trên đây nha. Cây thì thế cũng quái lắm nha cô chú anh chị. Đây. Em cũng phối cái nhà nha, em phối cái nhà nằm trên cao này luôn nha. Cây này nó có một cái khuyết điểm, hôm nay em mới xem cái rễ này nè cô chú anh chị. Cái rễ này nó bị hư rồi nha. Cái rễ nhỏ này nè, cái rễ mà nó có cái vết trầy ngay chỗ này là bị hư rồi nha. Hư lên tới đây
Đó, em báo với cô chú anh chị là vậy, mà em chưa có cắt ra nha. Cái rễ này nó bị khô, cây nó lắc lượng lạ mắt lắm nha. Đó, chú anh chị nhìn này, nguyên cái hình thế nó lắc lượng lạ lắm. Em quay một vòng cho chú anh chị xem kỹ lại nha. Đây, nó tổng thể hết của cây nha. Em cũng đang dẫn kẽm mấy cái tai chi nha cô chú anh chị. Cây như thế này, ở trên nó hầm hố như vậy. Hầm hố như vậy đó. Nó lắc lượng dữ lắm cô chú anh chị. Rồi, em đo thông số của cây nha. Cái hoành đế rễ của cây nha cô chú anh chị là được 50. Hoành đế rễ của cây là được 50. Em đo cái thân cây nha. Thân cây là được 17. Em đo ngay chỗ mà nó lắc lượng trên đây nha cô chú anh chị. Rễ mà nó co quéo xuống vậy đây nha. Em đo ngay chỗ vị trí này nha. À, được 45 nha. Ngay vị trí đó em đo cái thân đường kính được 45 nha. Rồi, cái chiều cao chứ. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là được 46. Tàn rớt của cây. Tại là tàn rớt là dài của cây luôn á. Là được 60. Tán ngang của cây hiện tại là được 36. Rồi, em quay vòng nữa nha cô chú anh chị. Cây rất là lạ mắt, cực kỳ lạ mắt. À, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.700.000 nha. Giá 1.700.000. Cây rất là tốt nha cô chú anh chị. Em cũng mới vừa lãi lá, nó mới lên lại nha. Mới lên lá lại. Cây rất là tốt. Cây này em rép xi bút đỏ nha. Bút đỏ lá nhỏ. Rồi cây này 1.700.000 nha cô chú anh chị. Cây số 2. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Em xuống cây số 2 nha. Em lên cây số 3 ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục là cây số 3 nha. Cây số 3. Cây này là già nua lắm nha cô chú anh chị. Nó nguyên một cục luôn. Nhưng mà vết sẹo nó cũng nhiều. Đây một vết sẹo này lớn nè. Còn những cái này là theo năm tháng hết rồi nha. Đó, có cái vết sẹo này với ngay chỗ mặt cắt này nhỏ nhỏ đây thôi nha. Cái phía sau này bữa hổm nó nhảy mục mà bị con sâu ăn nha cô chú anh chị. Nó vẫn còn những cái mục để nó sắp sửa nó nhảy lại nha. Đó, nguyên một bệ luôn. Rồi đây, đây cũng cái vết sẹo. Vết sẹo cũng nhỏ thôi. Cây sẹo chỗ nào em sẽ báo cô chú anh chị đó nha. Ở đây ngay chỗ này nữa nè. Ngay chỗ này là cái vết sẹo này thì nó cũng không ảnh hưởng đâu. Nó em để cái tượng nó che lại cái chỗ này. Cũng vẫn được, từ từ nó sẽ lành. Cây này rất là già nha cô chú anh chị. Già khủng khiếp lắm nha. Cây này rất là già. À, phía bên này nè, à, cô chú anh chị xem nè. Những cái vết lũa nó nè. Sành đá hết rồi. Khô hết rồi.
nó những cái vết lửa của cây nha. Cây phối rất là già nha, một cục luôn nha. Em đem cái máy gần lại cho cô chú anh chị xem nha. Này. Em quay từ từ cho cô chú anh chị xem kỹ rồi nha. Cây nó già lắm. À, cây này cây búp xanh nha cô chú anh chị. Chứ em thấy cái tại vì cây này em không có rép để nguyên thủy á. Cái nó lên thấy cái búp xanh. Thôi kệ nó thì có lên sao em để vậy luôn nha. Không có rép lại. Cây rất là già cô chú anh chị xem kỹ giùm em nha. Cây một bệ luôn nha. Bệ to lắm. Rồi, em đo thông số của cây nha cô chú anh chị. Rồi, em đo cái bệ của cây nha. Mình bệ của cây này là được 84. Em đo ngay chỗ cái eo này nha quý vị. Ngay cái eo này là được 68. Còn cái thân đọt nó ngay chỗ này nha. Là được 9. Cây này thì khá là già. Già khủng lắm nha. Nói về cô chú anh chị nào nhìn kỹ lại nha, những cái vết này nè, người ta chặt theo năm tháng á, nó cuốn lại rất là già nha, rất là già cây. Rồi tán ngang của nó hiện tại là được 44. Chiều cao được 50. Rồi, em đem xích lại một lần nữa cho cô chú anh chị xem kỹ nha. Đó. Cho cô chú anh chị xem kỹ. Cây này cây búp xanh nha cô chú anh chị. Em mới rải lá lại nên nó lên mầm lên lá rất là nhiều. Nguyên một bệ luôn nha. Cây này có những cái vết sẹo phía sau nè. Khô hết rồi nha. Đây nữa nè, nguyên cái đường này. Kéo lại những cái đường này, cái cây nó già theo năm tháng nha. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 2,2 triệu nha. 2,2 triệu. Rồi. Hôm nay em chỉ lên 3 cây này nha cô chú anh chị. Lên 3 cây. À, cây này cũng là cây cuối nha. À, cô chú anh chị nào ưng ý thì cứ liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Số đó có Zalo luôn. À, cô chú anh chị nào ở gần bên em thì chạy qua bên nhà vườn bên em nha. Có địa chỉ là 1047/3C, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem clip. Chúc cô chú được nhiều sức khỏe, vui vẻ nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.